ai cầm máy đúng không? Đẹp không các bạn? Ai cầm mình lấy cho ai? Cho mình xem ai cầm mới. Các bạn thấy ai cầm đẹp không? Comment dưới video này cho mình biết nha. Ok, mình sẽ đợi ai cầm mới. Các bạn ơi, mình đã đổi ai cầm hình unicorn lần nào, mình sẽ đổi ai cầm khác nữa nha. Ok, và video đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nha.